Ở Hải Phòng mà muốn tìm một trung tâm uy tín hiện đại để gửi gắm con em có môi trường học tiếng Anh tốt thì mọi người hay chọn ở đâu nhở? Mấy hôm nay thì mình cũng đang băn khoăn khá là nhiều. Hôm trước đi qua đoạn Mê Linh thì thấy cái trung tâm này cũng khá là to nên đi vào tham khảo thử xem sao. Kiểu là chỉ xem trên mạng thôi thì cũng không biết là thế nào nên là muốn đến tận nơi xem tận mắt xem sao. Thì đây là EIM ở 57 Mê Linh. Đây là một cái trung tâm tiếng Anh và tiếng Trung cho mọi lứa tuổi. Từ những cái bạn kindy nhỏ xíu từ 4 đến 6 tuổi cho đến những người đi làm thì đều có lớp hết. Bước vào đây thì mình phải ấn tượng đầu tiên đó chính là về phần không gian mới tanh và rất là xịn luôn. Hôm đấy thì cũng được dẫn lên cho xem cơ sở vật chất ở trong các phòng này mọi người. Phòng nào thì cũng có tivi và bảng siêu to khổng lồ. Quan trọng hơn nữa là cái cửa sổ thoáng và đầy đủ ánh sáng nữa. Lớp học các em bé thì đây trông gọn gàng sạch sẽ mà kiểu mọi thứ ở trong này đều nhỏ xíu đáng yêu nhở. Ngoài ra ở bên này thì có nguyên một cái sảnh chờ để mình có thể ngồi giải lao khi mà chưa đến lớp học. Đồ ăn và nước uống thì rất là nhiều và nghe nói là miễn phí luôn nha mọi người. Giáo trình thì được biên soạn bởi National Geographic Learning, một nhà xuất bản cực kỳ uy tín có mặt trên 125 quốc gia và tiếp cận đến 75 triệu học viên rồi. Nghe đến đoạn này thì mình cũng thấy yên tâm về cái giáo trình đào tạo của họ. Ngoài ra xuống dưới sảnh thì còn có rất là nhiều đồ chơi cho các bé khi mà ngồi đợi học cơ. Từ truyện tranh này, tô tượng cho đến cả cờ vua, nói chung là nhiều trò chơi lắm cho các bé thoải mái chơi bời ở đây luôn. Ở đây thì cái hôm mình vào coi họ vẫn đang trong quá trình setup để hoàn thiện chứ còn chưa cả khai trương luôn. Còn ngày khai trương chính thức thì là ngày 19 tháng 11 cơ. Hôm đấy thì sẽ có rất là nhiều trải nghiệm thú vị như kiểu là workshop đất nặn này, rồi là sẽ có rất nhiều phần quà lưu niệm như kiểu túi tốt, bút sổ. Quan trọng nhất là ai có nhu cầu thì đều sẽ được miễn phí học thử một tháng để xem hiệu quả như thế nào. Mình thấy rất là hời và hiếm có trung tâm nào mà cho học thử một tháng như này lắm. Xét về cái vị trí địa lý thì cũng rất là thuận tiện để di chuyển gần trung tâm, gần những cái trường học như kiểu Ngô Quyền này. Bây giờ lại còn được học thử một tháng để xem có phù hợp không nữa thì mình thấy rất là đáng thử. Chắc chắn là mình sẽ dẫn em mình đến để học thử xem sao. Còn mọi người ai có nhu cầu thì có thể tham khảo nhé. Còn giờ thì bye bye mọi người.